một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 19 tháng 1 năm 2021 của tôi, thưa quý vị. Để bảo vệ cho ngày nhậm chức của ông Joe Biden được xuôi thuận, thì nhiều đảng viên dân chủ đặt lo âu đó là vệ binh quốc gia có thể có những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, thì là mối đe dọa từ trong ra ngoài chứ không phải là ở ngoài vào trong. Thí dụ hôm qua, dân biểu Steve Cohen, đảng Dân Chủ ở tại Tennessee, ông nói rằng là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump coi chừng họ nằm ở trong vệ binh quốc gia. Họ sẽ tấn công ông Joe Biden vì là họ có thể làm một cái gì đó đối với vị Tổng thống như ông Joe Biden. Thưa quý vị, là hiện nay đó là các tiểu bang đang gửi người về vệ binh quốc gia về tới Washington DC lên tới con số là 25.000 người. 25.000 người là con số rất lớn, và nếu có một số người nào đó mà ủng hộ Tổng thống Trump dùng ở trong cái vệ binh quốc gia này mà tấn công ông Joe Biden thì rất là nguy hiểm. Theo đài Fox hôm qua, họ nói rằng là chứ là ông Cohen có nói với mọi người rằng là chứ hãy nhìn tấm gương của Thủ tướng Ấn Độ là bà Indira Gandhi đã bị ám sát chết bởi những người bảo vệ ông bà ấy. Và như vậy là nếu mà có tất cả những người nào mà ủng hộ Tổng thống Trump ở trong vệ binh quốc gia thì có thể làm điều tương tự, đó là một nghi vấn. Đây là ông dân biểu Steve Cohen thuộc đảng Dân Chủ của Tennessee, thưa quý vị. Thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Tennessee. Ông nói rằng là nếu mà chỉ cần 1% thôi, 1% thì nó hai khoảng chừng vài trăm người thôi, thì là Tổng thống Joe Biden cũng sẽ có biến cố. Nhưng mà đó, thưa quý vị, cái sự lo âu này của ông dân biểu Steve Cohen đã bị đài Fox phản biện lại. Họ nói rằng là chứ ông ấy nói rằng là chứ những người mà đi bỏ phiếu cho ông Trump á, lại là những người nổi loạn hay sao? Nên cái việc làm đương nhiên rồi, nghi vấn thì nghi vấn. Nhưng mà cứ đưa ra, nhưng mà tôi thấy các đài học đấu nhau từ những cái vấn đề lời ăn tiếng nói rất là đấu nhau rất dữ, thưa quý vị. Thì Bộ Quốc phòng của Mỹ là Bộ Army, tức là Bộ Binh, đã có câu trả lời từ lâu rồi. Theo Associated Press, ra ngày 17 tháng 1, tức là cách đây 2 ngày, và cũng theo nhận định của The Hill cũng vào ngày 17 tháng 1, thì cơ quan FBI e ngại là có thể có những sự tấn công từ bên phía trong, tức là từ bên phía vệ binh quốc gia đó, 25.000 người. Thì họ đã screen, tức là dò xét 25.000 vệ binh quốc gia này rồi. Họ dò xét rất kỹ. Họ nói rằng là những cái người mà đi về Washington DC đó
thì theo lệnh của bộ binh, ông tướng bộ binh, tức là bộ trưởng bộ binh của nước Mỹ là Army Secretary Ryan McCarthy đó, là đã có cái chỉ thị là phải dò xét hết, xếp trên phải coi như là mình nói là cấp trên thì phải dò xuống cấp dưới đó thì dò xuống dưới nữa, đo lường tâm lý từng người một rồi mới cho đi vào trong cái vệ binh quốc gia này đi về Washington DC. Bộ trưởng bộ binh Mỹ là tướng Ryan McCarthy trả lời với AP vào chiều Chủ nhật 17 tháng 1 là tất cả các viên chức đều ý thức được khả năng mà tấn công từ phía trong. Rõ ràng là họ ý thức lâu rồi chứ không phải vậy. Cho nên đừng ông dân biểu khô hên đừng có quá lo lắng. Và tất cả các tư lệnh cũng như các người lãnh đạo đã được chỉ thị là phải coi theo dõi có bất kỳ một vấn đề nào ở bất kỳ một cá nhân nào. Xin lỗi quý vị. Bất kỳ một cá nhân nào ở trong bất kỳ quân đoàn nào. Để họ khi mà tiến về tới Washington DC thì là phải an tâm. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ binh Ryan McCarthy, rõ ràng là như vậy. Và ông cũng nói rằng là cho tới giờ phút này đó, họ đã tập dượt rất là nhiều để chuẩn bị cho ngày nhậm chức. Và họ đã kiểm soát. Giờ này họ chưa thấy có phát hiện gì, nhưng mà họ vẫn để mắt cho tới sau khi mà nhậm chức xong á, thì họ mới an tâm. Tức là cũng sau một vài ngày luôn, thưa quý vị. Đó là ông tướng Ryan McCarthy đã trả lời với Associated Press. Nhưng ông cũng nói thêm nữa là như vậy nè. The question is that all of them or there any other? Cái câu hỏi rằng là có phải chỉ là như vậy thôi hay không? Hay là còn những cái gì nữa? Chúng tôi cũng phải đặt ra chúng tôi hỏi. Và vì như vậy thì ông trả lời luôn là we need to be conscious of it and we need to put all of mechanism in place to thoroughly vet those men and women who would report, who would support any operations like this. Và vì vậy chúng tôi phải là ý thức là chúng tôi cần phải bỏ hết tất cả cái khả năng và cái hệ thống để mà có thể là duyệt xét được những người đàn ông và những người đàn bà này, tức là các chiến sĩ đó, các chiến binh đó. Chiến binh là gồm có cả nữ nam nữ, thưa quý vị, mà để hỗ trợ cho cái chiến dịch mà gọi chiến dịch bảo vệ thủ đô đó, thưa quý vị. Nên là họ nói là lúc nào họ cũng quan tâm, giàu rằng họ biết hết, nhưng mà họ hỏi hết tất cả cái góc cạnh, họ soi rọi hết mọi góc, tất cả cái góc cạnh để bảo đảm được là không có chuyện tấn công từ trong vệ binh quốc gia. Đó là cái câu chuyện mà ông dân biểu Khu Hinh quan tâm thì đã được trả lời trước đó bởi ông tướng bộ binh, tức là bộ trưởng bộ binh là ông Ryan McCarthy, thưa quý vị. Và bây giờ đó, nước Mỹ có những cảnh buồn mà tôi muốn nói hai cái câu chuyện của hai người. Hai người ở cảnh rất là buồn, thưa quý vị. Nó liên quan đến cái vụ mà ngày 6 tháng 1. Nước Mỹ nó có cái cảm giác giống như là vỡ trận trong gia đình sau ngày 6 tháng 1. Có cảm giác đó. Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể đó là câu chuyện của gia đình ông Guy Raffitt, là một người ở khu vực xung quanh Dallas, là thị trấn Willie. Ông này
là có vợ và một con trai và một con gái. Vào ngày 6 tháng 1, ông bay về Washington DC, ông biểu tình. Nhưng ông có mang theo cây súng. Ông có mang theo cây súng. Thế khi ông về đó thì con trai và con gái của ông cãi nhau với ông. Như tôi có nói cũng một khá nhiều câu chuyện của nước Mỹ là thế hệ trẻ đó thì họ bỏ phiếu cho ông Biden. Và thế hệ lớn đó, như tôi đó, thì lại thích bỏ phiếu cho ông Trump. Và tôi cũng đã kể câu chuyện rồi. Tôi năm nay đi bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng mà con gái đầu của tôi thì đi bỏ phiếu cho ông Biden. Cũng ngược lại đó, ông Nam Sơn á, là đi bỏ phiếu cho ông Trump. Mà con trai của ông Nam Sơn thì đi bỏ phiếu cho ông Biden. Thì ở nước Mỹ, trong các gia đình của người Mỹ cũng có cái cảnh đó. Bố thì đi bỏ phiếu cho ông Trump. Nhưng mà con thì đi bỏ phiếu cho ông Biden. Thế rồi ông bố thì bay đi lên Washington DC. Nói rằng là làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Nhưng mà con thì cho rằng đó là phản loạn. Thế là khi ông bay về đó thì ông cãi nhau. Ngay cái lúc mà ông về, ông nói là cảnh sát FBI đang truy lùng ông. Và ông nói với con của ông là nếu mà đó, mấy đứa mà báo cho FBI đó thì mấy đứa con là kẻ phản bội. Và các con biết rồi, những kẻ phản bội là những người bị phản bội thì phải bị bắn thôi. Thì đối với người Mỹ họ hiểu đó là ông hăm dọa bắn con. Thấy không? Ngăn cản công lý, không để cho con báo cho FBI. Họ nghĩ như vậy, ngăn cản công lý không để cho FBI báo con báo cho FBI mà đòi giết con nữa. Thế rồi mấy đứa con á nó gọi cho FBI thiệt. Nó gọi cho FBI thiệt. Thì cả FBI tới tới bắt ổng. Nhưng mà trước đó đó thưa quý vị là mỗi một lần mấy đứa con của ổng ở trong nhà đó mà cầm điện thoại gọi nói chuyện với bạn bè không thôi đó. Thì ổng trong cái tình trạng ổng lo âu mà, ổng sợ bị FBI truy lùng vì họ thấy hình ảnh của ổng ở tại đồi Capitol. Nên là ổng cứ thường con của ổng vừa nói chuyện điện thoại thì ổng cứ sợ rằng là báo cáo cho FBI, bảo là chứ báo cho FBI là tôi bắn liền á. Không? Cái cảnh đó là cái cảnh rất là đau lòng ở trong nước Mỹ bây giờ. Thế thì khi mà ông bị bắt á, thì bên FBI có hỏi thì vợ của ông á, thì vợ của ông nói là cho các con của ông làm đúng thôi, phải báo. Nhưng mà bà cũng nói rằng là ông chồng là ông Rafik á, ông chỉ nói bằng cái miệng mà thôi chứ chắc ông không có làm đâu, ông không có giết con như vậy đâu. Tuy nhiên á, vì cái chuyện đó họ bắt ông và họ lục soát nhà. Họ thấy có khẩu súng AR-15 và một cái khẩu súng khác nữa là cái khẩu súng Smith Wesson, cái họ tịch thu đem về để trình diện với tòa án. Phải không? Đây, những người Việt Nam có xem thấy không? Súng để trong nhà bây giờ là chỉ vì cái chuyện đi biểu tình ở Washington DC mà họ nghi ngờ cái là họ tịch thu đó. Không có là tịch thu, họ giữ đó làm bằng tăng chứng đó. Vật chứng chứ, xin lỗi, vật chứng. Đó là một cái câu chuyện cũng rất là đau lòng cho nước Mỹ. Còn câu chuyện thứ hai cũng đau lòng không kém, thưa quý vị. Câu chuyện đau lòng thứ hai mà tôi muốn kể đó là câu chuyện của bà Teresa Duke, là một nữ y tá ở vùng Boston, Massachusetts. Bà bay về Washington, DC cùng với một số người để ủng hộ Tổng thống Trump. Bà cho rằng đó là nước Mỹ đang bị Cộng sản xâm chiếm qua việc gian lận bầu cử. Nên bà bay về cùng với một số người. Trong khi đó đó, bà bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì con gái ruột của bà 18 tuổi thì ủng hộ ông Joe Biden. Hai bên là không có hợp với nhau như nước với lửa. Thế bà đi về tới Washington DC thì tối ngày mùng 5 tháng 1 á thưa quý vị.
Thì bà đang đi tìm cái nhà hàng để ăn tối cùng với em của bà, em gái của bà. Thì bà lại gặp một cái đám người chống ông Trump. Tức là hôm tối thứ năm có một nhóm rất lớn ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng cũng có một nhóm người đó là chống ông Trump. Thế rồi hai bên nó đụng độ nhau, cãi vã nhau trên đường phố. Thì bà Teresa Duque mới bị đấm một cái ngay mặt, mà được quay đưa lên trên truyền hình đàng hoàng. Bà bị đấm cái ngay mặt. Rồi vì bà bị đấm cái ngay mặt thì cái cô em gái của bà đó mới nhảy vào, mới đấm cái người, đánh tấn công lại cái người đó. Thì cái người đó, người ta nói đấm là chính là cảnh sát, chứ không có dài hết đó, là một cảnh sát viên. Thế rồi cái cô em á là bị bắt vì cái tội là tấn công cảnh sát. Không. Nhưng mà cái người cảnh sát cũng bị bắt và truy tố luôn, là cái tội tấn công một người ngoài đường phố. Sau này đó thì người ta mới nhận diện ra được cái người cảnh sát tên là Ashanti Smith. Ashanti Smith. Lúc đầu thì người ta không nhận diện, nhưng bây giờ người ta đã nhận diện, người ta đặt tên, người ta nói rõ ràng là tên Ashanti Smith. Bà bị truy tố vì cái tội là tấn công thôi. Nhưng ngày hôm đó đó là bà không có nhận tội, tức là bà tấn công người khác đó, bà cảnh sát đó là Ashanti Smith đó, bà không có nhận tội. Bà nói rằng là chứ là tôi lúc đó tôi chỉ là tự vệ. Lúc đó tôi chỉ là tự vệ. Còn cô em gái của bà Teresa Đức á, thì bà đó là bà tên là Anne Lawrence. Tức là cái bà Teresa Smith này á, bà lấy chồng, bà lấy theo tên họ, họ họ Smith. Bà tên là Teresa, còn bà, cô em gái á, tên là Anne, nhưng mà lấy chồng khác thì tên là lấy tên chồng là Anne Lawrence. Bị bắt. Mới đâu chứ bắt và lại bị truy tố về cái tội là tấn công người thi hành công vụ. Mà cái tội này thì nó lại nặng hơn. Và người ta nói rằng là cái bà em á, là bà Anne Lawrence á, là đấm người kia hai lần, là cho nên tội nặng hơn chút. Thấy không? Thì cả hai cũng đã đều phải ra tòa. Nhưng mà cả hai thì bây giờ đó là cũng không có nhận tội. Bên nào cũng nói là mình tự vệ hết. Nhưng mà đau cho bà Teresa Đức á, là bà mẹ, là bà y tá 15 năm á, thì bà có đứa con gái. Chắc là ở nhà cãi nhau cũng khá nhiều trước đây rồi. Cho nên đứa con gái của bà đó, nó thấy cái cảnh là cãi nhau rồi vung tay vung chân ở đường phố Washington DC đó, thì nó nghĩ rằng là mẹ nó là con người hung hăng, và nó biết cảm giác mà nó nghĩ rằng là mẹ nó là người có lỗi, là con người hung hăng trước, tại nó cho rằng là bà hung hăng ở nhà. Cho nên đứa con gái này, thưa quý vị, mới đưa lên trên mạng một cái tin nhắn thôi, nhắn cho mẹ mình, nhưng mà cả thế giới biết, bây giờ là mấy chục triệu người xem. Thì sau đó đó là coi như là người mẹ bị mất việc, rất đau. Đứa con gái tên là Helena Duke, 18 tuổi, Helena Duke. Cô này viết như sau: Hi mom, remember the time you told me I shouldn't go to Black Lives Matter protest because they could get violent. Xong rồi chấm chấm chấm, rồi đưa cái hình ảnh mà gọi là cãi nhau trên đường phố đó, thì this you. Đó là cái ngắn thôi, nhưng mà cả thế giới người ta theo dõi. Đây là cô Helena Duke viết như sau: Chào mẹ, có nhớ rằng là mẹ nói với con là con không nên đi biểu tình trong cái nhóm Black Lives Matter hay không? Vì họ là những người có thể gây bạo loạn. Xong rồi ba chấm, đưa cái hình ảnh mà cãi nhau rồi đánh nhau trên đường phố Washington DC vào đêm mùng 5 tháng Giêng á, thưa quý vị. Rồi hỏi rằng đây có phải là mẹ hay không? Cái clip này, cái tweet này á, ngắn, nhưng mà như tôi đã nói rằng là nó gây chấn động vì mấy chục triệu người coi. Thế thì cái cơ sở mà bà mẹ làm á, là thấy như vậy đó, là họ
ra một cái thông báo cho mẹ, cho bà y tá này nghỉ việc. Họ ra cái thông báo như sau, đây là cái UMass Memorial. Over the past 24 hours, we have received numerous expressions of concern through social media regarding a UMass Memorial caregiver who may have been involved in this week's violent events at the nation's capital. The employee in question is no longer a part of our organization. Thật là đau. Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã nhận rất là nhiều sự bày tỏ quan tâm về một cái mạng xã hội mà một nhân viên của UMass Memorial đã có thể dính líu đến cái sự việc này, bạo loạn này ở thủ đô chúng ta. Giờ đây đó thì coi như cái người nhân viên đó không còn là một thành phần của tổ chức chúng tôi. Thế là bà bị sa thải. Thì bà mẹ rất đau. Bây giờ tự nhiên cái gì vậy là bị sa thải. Mà do ai? Do chính con gái ruột của mình. Mình mà mình đang phải nuôi nó. Giờ nó mới 18 tuổi à. 18 tuổi bây giờ nó phải tự lo nuôi. Nhưng mà nó 18 tuổi bây giờ đó, nước Mỹ còn cho đó là kéo dài thời gian. Thì bây giờ đó là con á, bất đồng với mẹ. Mà báo lên như vậy là mẹ mất việc. Mẹ mất việc thì bây giờ đó là bà Teresa Đức bà bày tỏ một cái nỗi đau đớn vô cùng thưa quý vị. Bây giờ đó bà phải bị mất việc ở đây. Bà xin cho việc chỗ khác chứ chắc ai nhận. Bà nói là bây giờ đó mọi người biết hết rồi, cả thế giới biết rồi. Bây giờ tôi đi xin việc không biết ai nhận tôi nữa. Không biết ai nhận tôi nữa. Thế sau khi mà mẹ mất việc thì cái cô Helena Đức cũng có hối hận chút. Nhưng mà cũng rõ ràng là cái tư tưởng chính trị nó kinh khủng với nhau ghê gớm lắm. Thì cô Helena Đức nói rằng là chứ tôi cũng hối hận, nhưng mà bà ấy phải hối lỗi cái việc mà hành động vũ phu đó trên đường phố. Tôi không có sai. Thấy không? Cái quan điểm chính trị là mẹ với con là một trời một vực liền. Cũng giống như cái quan điểm chính trị trước trong một cái gia đình ở Texas mà tôi vừa mới kể đó. Thật sự là kinh khủng. Đó là những cái tiêu biểu xã hội của Mỹ sau ngày biểu tình bạo loạn ở thủ đô Washington DC thưa quý vị. Vì chính trị cha mẹ với con cái khác nhau, và vì chính trị có thể có những cái chuyện biến chuyển, nên là người ta nghĩ rằng là có thể có tay trong ở trong vệ binh quốc gia, tức là sự tấn công từ trong ở vệ binh quốc gia, giống như là ông dân biểu khu hành ông nghĩ như vậy. Nên là bộ trưởng bộ binh là tướng McCarthy, Ryan McCarthy, đã phải xác nhận là rà soát rất kỹ 25.000 vệ binh quốc gia đổ dồn về thủ đô để không có chuyện tấn công từ phía trong. Đó là câu chuyện của nước Mỹ. Tôi xin tường thuật với quý vị những chi tiết và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 19 tháng 1 năm 2021. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.